Nhiều người nghĩ đau họng hay viêm mũi là mấy bệnh xoàng xĩnh, không cần thuốc điều trị cũng tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng ít ai biết được rằng bệnh ở tai mũi họng lại là khởi đầu của rất nhiều bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày nay, trước những yếu tố tác động từ thời tiết, môi trường, thậm chí là cả thói quen sinh hoạt hàng ngày, con người rất dễ mắc bệnh về tai mũi họng và tái đi tái lại nhiều lần, dẫn đến những cản trở trong cuộc sống và những căn bệnh mạn tính nguy hiểm. Khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống hiện đại thường nhật là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh liên quan tới tai mũi họng. Hai cái yếu tố môi trường và thời tiết là hai yếu tố hàng đầu nó gây ra những cái bệnh tai mũi họng nó tăng cao và tái phát. Cái yếu tố môi trường ấy thì nó liên quan những cái khói bụi, ô nhiễm, rác thải rồi chất thải. Thứ hai là cái thời tiết thì ở nước ta là thời tiết nóng ẩm và có bốn mùa. Thì thường thì trong những cái đợt nó thay đổi thời tiết thì tạo điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển và sau đó là tỷ lệ bệnh tai mũi họng tăng cao, nhất là trẻ con. Bên cạnh đó còn là những thói quen xấu hàng ngày liên quan đến vệ sinh các bộ phận tai, mũi, họng và chủ quan trong điều trị bệnh cũng dẫn tới những hệ lụy lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thúy Ninh, năm nay 74 tuổi, nhưng bà đã có thời gian đến cả 50 năm bị viêm tai giữa mạn tính. Do hồi nhỏ bà có bệnh lý về tai nhưng lại chủ quan không điều trị dứt điểm. Cộng thêm những thói quen vệ sinh tai không đúng từ những năm tháng trẻ tuổi. Thậm chí giờ đây, bà nghe mọi thứ đều khó khăn. Những người xung quanh nếu muốn nói để bà có thể nghe thấy thì phải nói thật lớn, thật chậm. Hồi nhỏ thì bác đi tắm biển, thế là nước nó vào bác không để ý một thời gian, thế là nó bị viêm. Thế là lên thì bác sĩ xem khám từ thời đấy thôi, thế là mổ cho bác. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà người trong người cơ địa của bác mà mệt mỏi thì nó hay chảy nước dịch ra, thì đến đây bác lại, bác bảo hiểm ở Việt Nam Cuba mà, thế là bác lại đến đây thì các bác sĩ lại cho bác uống thuốc kháng sinh rồi rửa tai rồi tiêm thuốc cái bác này, bác lại khỏi. Rất là ảnh hưởng chứ, lắm lúc người ta nói mình không nghe. Thế rồi nắm cái mà thí dụ như xử lý dọc đường, ví dụ như có khi xe máy, xe ô tô đi sau mình nghe chưa rõ, nó tâm của mình. Bên cạnh việc chủ quan trong điều trị bệnh, nhiều người trẻ tuổi hiện nay còn có thói quen sử dụng tai nghe với âm lượng cao cho nhiều hoạt động hàng ngày như là làm việc và giải trí. Nhiều người bệnh đến khám trong tình trạng tai bị chấn thương âm do nghe tai nghe tần số quá cao. Bệnh này nếu không được điều trị kịp thời, tai sẽ dần bị điếc. Thực tế, không ít người đã bị giảm thính lực vĩnh viễn do dùng tai nghe. Khi mà nghe tai nghe lâu dài thì người ta sẽ là gây ảnh hưởng, người ta nghiên cứu người ta gây ảnh hưởng rất nhiều đến tai trong. Tai trong có những cái tế bào giác quan, người ta gọi là các tế bào luân chuyển. Và chính cái tế bào luân chuyển đấy bị ảnh hưởng. Khi mà nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng nghe kém. Cái sự ảnh hưởng này nó sẽ không thể thấy trong ngày 1, ngày 2 được, mà nó sẽ là cả một quá trình lâu dài. Không chỉ những tác nhân như là thời tiết, môi trường, thói quen sử dụng thuốc lá và lạm dụng rượu bia cũng là tác nhân số 1 gây ung thư vòng họng. Thêm vào đó, rượu bia không bảo đảm chất lượng có thể làm bỏng thanh quản. Đây là cơ hội để rất nhiều loại bệnh tấn công vòng họng như là viêm họng, viêm amidan, khiến cho giọng nói bị ảnh hưởng và có thể dẫn tới ung thư vòng họng. May mắn hơn nhiều trường hợp điều trị bệnh lý về tai mũi họng ở giai đoạn muộn, bệnh nhân nữ này năm nay 64 tuổi. Bà chớm có những biểu hiện khó chịu lâu ngày ở vùng mũi và ý thức được sức khỏe luôn là vốn quý nên đã chủ động đi khám sớm nhất có thể để được điều trị sớm. Ra này các bác sĩ khám và cho tôi đi xét nghiệm. Các loại xét nghiệm và bảo tôi là thế là chẩn đoán là bị lấm mũi và cho tôi điều trị. Chỉ định là ngày mổ. Mổ thì hôm nay đã được mấy ngày. Vâng, thì nó cũng bây giờ mổ xong thì cũng bình thường. Tai mũi họng là cửa ngõ đường thở, nên hàng ngày những bộ phận này phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Do đó, mỗi cá nhân ở mỗi một lứa tuổi đều nên được vệ sinh tai mũi họng thường xuyên và đúng cách. Các bạn nên có những cái vệ sinh mũi họng thường xuyên, hàng ngày rửa mũi bằng nước muối sinh lý ấm, xúc họng bằng nước muối sinh lý.
thì nó cũng là góp phần để hạn chế những bệnh lý tai mũi họng tái phát. Hữu hiệu nhất chính là rửa mũi bằng nước muối sinh lý bình thường. Tuy nhiên thì cũng hiện nay ngoài thị trường thì có khá là nhiều loại dung dịch vệ sinh mũi họng như là nước muối biển sâu hay là những cái dung dịch xịt mũi. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên sử dụng những loại thuốc xịt khi mà có chỉ định của bác sĩ. Bệnh ở tai mũi họng nguy hiểm vì nếu không điều trị dứt điểm, bệnh sẽ trở thành mạn tính và là tác nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm khác. Chẳng hạn như là viêm mũi, khi không được điều trị dứt điểm, có thể gây viêm tai, làm giảm sức nghe và gây ra những biến chứng nặng hơn như là viêm màng não, áp xe não, viêm xoang tĩnh mạch bên, liệt mặt, viêm thanh quản, bệnh làm biến đổi chất giọng, hay viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi. Chứng viêm tai cũng có thể gây ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, đôi khi kèm theo suy dinh dưỡng. Trong khi đó, viêm xoang lại có thể gây nhiễm trùng ổ mắt. Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng, đe dọa thị lực, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Mỗi cá nhân nếu mắc các bệnh lý về tai mũi họng, cần điều trị đủ thuốc, đủ thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ. Và quan trọng nhất là cần được điều trị càng sớm càng tốt khi có những biểu hiện bất thường, sẽ có thể rút ngắn được thời gian điều trị, tăng hiệu quả điều trị và tránh được những biến chứng nguy hiểm về lâu về dài. Hy vọng những thông tin kiến thức trong những phút vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe tai mũi họng cho bản thân và những người xung quanh. Tới đây thì thời lượng Sống Khỏe tuần này đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.